Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ kỹ thuật kinh tài. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bài thuốc mới nha. Là đây là một bài thuốc mà trong xóm của tôi, chỗ tôi đang ở đó, là người ta đã áp dụng và trị được cái bệnh gọi là các bạn biết là bệnh ho, bị lao phổi mà ho ra máu á. Thì tất nhiên lao phổi thì phải ho ra máu rồi. Nó ho lâu ngày, ho khan mà đau ở trong lòng ngực, mà nói chung là rất là khó chịu nha. Ho mà nó ho đừ luôn, mà người nó đừ, thậm chí là cơ thể thì rất là mệt mỏi, mắt thì mờ. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài thuốc này và các bạn áp dụng thử ha. Các bạn chuẩn bị cho mình củ cải. Củ cải thì các bạn nên chọn những cái củ cải nhỏ nhỏ như vậy nha. Này, những cái củ cải nhỏ nhỏ như vậy. Bởi vì củ cải nhỏ thì nó, thứ nhất là nó ít thuốc, thứ hai nữa là nó rất là ngon nha. Củ cải này thì thường thường thì mình đi ra chợ thì mình hay mua những loại củ cải nhỏ chứ không có mua củ cải to. Thì các bạn chuẩn bị cho mình là những nguyên liệu để chế ra cái bài thuốc mà lao phổi ho ra máu này thì mình sẽ nói cho các bạn nha. Đầu tiên là củ cải này, các bạn mua đúng cho mình là 300g nha. 300g củ cải. Củ cải tươi á, các bạn về các bạn bỏ lá đi và các bạn bỏ lá và các bạn lấy cho mình củ thôi là 300g. Mật ong, đây, mật ong đây là mình đã cân rồi nha. Mật ong thì các bạn chuẩn bị mật ong rừng, mật ong như gì cũng được. Các bạn chuẩn bị là 150g. Còn phèn chua thì hôm nay mình chưa kịp đi mua phèn chua cho nên là mình không có phèn chua. Thì phèn chua thì các bạn chuẩn bị cho mình 10g nha, 10g. 10g và ba cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Đầu tiên củ cải là các bạn, củ cải là mình không có gọt vỏ nha, củ cải mình chỉ cắt đầu cắt đuôi và rửa sạch là các bạn nên ngâm nước vo gạo nha, bởi vì mình hồi đó đến giờ là mình cũng sư phụ mình dạy là cái nước vo gạo nó khử độc đó là hay nha. Bởi vì củ quả trái cây thì mình có thể về mình lấy cái nước vo gạo và mình ngâm nha. Các bạn ngâm củ cải vào trong nước vo gạo, không gọt vỏ nha. Và lưu ý là các bạn cắt bỏ đầu đuôi và các bạn ngâm vào nước vo gạo. Sau đó là các bạn sắc cái củ cải ra. Sắc cái củ cải ra và các bạn nấu. Củ cải thì các bạn sắc vừa thôi. Các bạn bỏ vào trong cái nồi nha. Và sắc vừa và bỏ vào trong cái nồi. Các bạn bỏ vào trong cái nồi là các bạn đổ cho mình là đổ chung với 400ml nước nha. 400ml nước các bạn đun sôi, đun cái củ cải trước á, cái củ cải là mình đun sôi. Đun sôi với 400ml nước các bạn đun cạn lại cho mình, đun cạn lại cho mình. Chỉ còn lại 100ml nước nha. 100ml nước đó các bạn sau khi mà củ cải đã chín rồi á, các bạn lường á, thường thường thì nếu như mà mình đun nấu thì các bạn nên các bạn lấy cái ấm á, thì các bạn nấu sẽ tốt hơn ha. Các bạn đun lại còn 100ml nước nha. Các bạn vớt cái củ cải đó ra. Nếu như được thì các bạn có thể vắt bỏ vào trong cái khăn và các bạn vắt ráo lấy cái nước và các bạn gạn lấy cái nước cốt của cái củ cải này nha. Bỏ bã, các bạn không có dùng bã, các bạn bỏ bã. Và sau đó là các bạn cho cái hỗn hợp, thứ nhất là mật ong là 150g và phèn chua 10g. Các bạn đổ chung mật ong và phèn chua. Mật ong mà là 150g, phèn chua là 10g. Các bạn đổ vào trong 100ml nước mà nấu với củ cải, các bạn nấu nước củ cải hồi nãy còn lại 100ml nước á, các bạn đổ ba cái thứ đó vào. Và các bạn lại nấu sôi lên, các bạn sắc sôi lên. Và các bạn bỏ chung làm củ cải, nước củ cải và phèn chua và mật ong á, các bạn đổ ba cái đó và các bạn lấy đũa các bạn đánh đều lên và các bạn nấu sôi lên nha, nấu sôi lên. Và các bạn chia làm cho mình 3 lần, có nghĩa là sáng, trưa, chiều. Sáng, trưa, chiều nha. Sáng, trưa, chiều và các bạn uống trong ngày trước khi ăn. Nó là điều trị cái bệnh lao phổi, ho ra máu nha. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể kết hợp là dùng cái cỏ mực
hay có hay còn gọi là cây nhỏ nồi á, các bạn có thể hấp ăn hoặc là các bạn có cũng có thể sử dụng là cây lá trinh nữ hoàng cung nha, các bạn cũng nấu uống thì nó cũng làm. Nói chung các bạn uống cái này cho mình liên tục, bởi vì củ cải nó mình sử dụng chung với mật ong và phèn chua thì nó điều trị được cái căn bệnh là lao phổi, ho ra máu. Các bạn dùng thường xuyên, các bạn dùng khoảng 1-2 tuần gì đó các bạn ngưng là các bạn cảm thấy là các bạn sẽ bớt ho đi và các bạn sẽ không ho ra máu nữa nha. Đây là bài thuốc là đã có người sử dụng rồi nha. Lưu ý là mình nhắc lại một lần nữa là củ cải là các bạn lấy đúng 300g, mật ong 150g, phèn chua 10g, củ cải rửa sạch, sắc lát và nấu với 400ml nước, nấu lại còn 100ml nước. Sau khi nấu xong các bạn vớt củ cải ra và gạn lấy cái nước củ cải, đổ chung mật ong và phèn chua vào, các bạn khuấy đều và các bạn nấu sôi lên. Các bạn uống trong vòng, các bạn chia làm 3 lần uống trong ngày trước khi ăn nha, và lưu ý là trước khi ăn. Và mình hy vọng là bài thuốc này sẽ giúp được mọi người, những người nào mà đang bị lao phổi mà ho ra máu, không có đủ điều kiện, tại vì cái lao phổi này trị rất là tốn tiền nha, thì mình có thể kết hợp bài thuốc này để mình thử và mình sử dụng để mình trị bệnh nha. Củ cải này cũng nói chung là rất là tốt, cho nên là mình hy vọng bài thuốc này sẽ giúp đỡ được nhiều người. Và nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người cùng nhau biết thêm thông tin về các bài thuốc dân gian cũng như là các cây thuốc xung quanh ta nha các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Bye bye cả nhà nha.